phố tàu về đêm cha. Đây. Phố tàu nè. Anh. Đây là mình ở Chia San Chen. Dim sum nè. All day dim sum, all day all you can eat nè. Đây là phố tàu ở dưới Toronto nha, rất là lớn. Tối mà vẫn đông như vậy nè. Người ta vẫn đi, mấy người đi gọi gian hàng á, gian hàng đồ ăn á. Xe điện nè. Tính tiền nhé. Yeah. Dumpling nè. Má tối là còn lấy nữa nè. Quán ăn đông ha. Phở pasture nè. Còn mở. Wow, mở 24 tiếng luôn. 24 tiếng luôn nè. Cả nhà. Wow này. Quán phở Việt Nam nè. Đó. Ô, bánh mì ba lẻ kìa. Thấy không? Bánh mì ba lẻ nè. Những quán mở về đêm. Cha thử đồ kìa anh. Hả? Nè anh vô đi. Anh vô đi em chụp cho. À, bánh mì nguyên hương nha. Thì đóng cửa rồi. Bánh cống kìa, bột chiên. Không quay. Wow, có bán tôm hùm á nè không xã? Không con seafood barbecue. Wow. À, này là vịt quay lắp trên nè, lạc. Yeah. Oh yeah, đúng rồi. Đây là House of Gourmet Seafood Barbecue. Anh, đi đâu vậy? Tôi bán 2 lobster or 1 crab nè, 84 đô. Người ta xào lên á. Tiệm thuốc Bắc Nam Mỹ nè. Cái này là Good Brothers, chỗ này thấy có đồ nướng không? Hải sản rồi này kia. Wow, cái này rất là đẹp luôn á nha. Quán ở trong á. Đây là thịt nướng. Quán thịt nướng. Yeah, it's really cute. Đây là Good Brothers Barbecue nữa. A Dundas. Dundas. Đây là cái chỗ ngồi nè. Chỗ ngồi á. Happy Lamb hot pot. Đây là có nhiều quán mở đến 4 giờ khuya có, 11 giờ có, 24 tiếng có.
vũ quan gì kìa, tiệm kiến hả? Tiệm kiến đó. Chứ không phải là ở dưới đây là nó đóng cửa đâu. Đây là cuộc sống về đêm tại phố tàu Chinatown ở Toronto. Grill and hot pot next to. Wow, có mấy cái xin lầm dễ thương thế nhỉ. Nhạc á. Đây, trái cây của anh nè. Trái cây con nè. Cái chanh nè, cá táo. Nước lạnh kho có trà, có chanh dây. Và có những cái nhà hàng mở đến 2 giờ khuya. Bây giờ 1 giờ mấy rồi mà người ta vẫn đi.